thiệt chứ. Má nó kẹt xe vậy mà kẹt dữ vậy trời. Ê, đường này vắng nè, quẹo vô đây, không có kẹt xe. À, đường này á hả? Ờ, ok, ok. Wow, trống trơn luôn. Mày thổ địa khu này hả? Rồi đi đâu tiếp má? Rồi tại tao thấy vắng, tao kêu mày quẹo vô thôi chứ tao không có biết đây là đâu đâu. Hả? Tao không có biết đây là đâu đâu.